mồ côi cha, còn mẹ phải đi làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh em Tuấn Dĩ và Ngọc Thảo phải sống ở quê cùng bà ngoại gần 75 tuổi. Cuộc sống của bà cháu dựa vào thu nhập ít ỏi mà mẹ gửi về hàng tháng, nên cũng thiếu trước hụt sau. Mất cha vắng mẹ vốn đã thiệt thòi, vậy mà giờ đây hai anh em lại tiếp tục gánh chịu nỗi đau mồ côi bởi người mẹ đã ra đi vĩnh viễn vì mắc Covid-19. Em rất nhớ và cũng rất buồn khi mẹ em mất. Em cố gắng học để sau này tìm một công việc để nuôi em và bà ngoại. Chia sẻ mất mát này, chính quyền địa phương đã đến tận nhà động viên. Trước mắt, mỗi trường hợp được hỗ trợ tiền mặt cùng tập sách, thực phẩm và điện thoại thông minh phục vụ học tập. Nhiều nhà hảo tâm cũng đồng hành chăm sóc, xoa dịu nỗi đau mất mát người thân. Cả nhà con đều bị Covid, nhưng cha con đã không qua khỏi. Con rất buồn khi cha con đã mất. Nhà con bị Covid mất, cho nên con rất là buồn. Con muốn đi học, con cảm ơn cô chú tặng quà cho con. Dịch bệnh đã khiến nhiều em bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi. Có thể phải mất nhiều năm, nỗi đau vì Covid-19 mới nguôi ngoai. Nối dài vòng tay yêu thương để những hoàn cảnh không may dời bớt đi đơn độc và tiếp tục đến trường.